Ngay đập hộp cái thùng hàng của Chilindo.com vừa mới gửi về. Mình chưa đập hộp thì thấy cũng đéo ra gì rồi. Chưa khui cũng biết đéo ra gì nữa. Mình lỡ rồi phải nhận thôi. Thằng bạn nó gửi cho mình mà mình không nhận nó nữa. Thằng bạn nó làm chuyển phát nhanh nhé. Phải nhận. Ta cho mèo này. Cuốc xẻng này thì đào đất thế đéo là được. Bằng ngón tay thế này thì đào cái gì? Gì đây? Bóng đèn. Này này ráp ở đâu? Địt mẹ bán mẫu không thế nào? Tôi coi rồi, địt mẹ bị nó lừa rồi các bạn ạ. Bán hàng đồ chơi thôi. Thắt lưng. Xài tạm thì cũng được. Này thì hóa đơn của mình đâu ra? Chết mẹ đéo đưa hóa đơn cho mình. Đèn led. Này phải cắm pin vào nó mới sáng được mà. Nó nhìn một khui rồi thì lại mẹ hàng của Chilindo là địt mẹ, đừng lần sau đừng ai mua nhá. Hàng Chilindo này là hàng địt mẹ giống mô hình đồ chơi quá, vừa mới động vào rớt ra thì gãy mẹ chốt rồi. Bỏ đây đã, lưng biết xài mấy cái này ra hệ thống gì không. Ui, rồi, thắt lưng nữa. Lưng sẽ đưa cho mình nhiều thế này. Không biết đào mới cái gì ở đây nữa. Chán lắm mà. Lên ai mà muốn mua hàng lên trang Facebook, lên trang Facebook xem người ta bình luận là biết là lần sau đừng mua hàng. Hàng Chilendo của Thái Lan mà có chữ China trong đây nữa. Hồ nhựa hồ này làm sao mà tạo được, chết rồi. Đưa cái đồng hồ chết này thì làm sao mà xài. Hay là chưa bỏ pin không biết. Chilindo này. Cái gì đây? Hộp treo bó đánh răng. Mấy cái này cũng hồi không biết nhớ là mua bao nhiêu tiền nữa. Bỏ vào có xài được không?
đồng hồ. Chưa có pin. Nó cục pin nào bỏ vô test thử xem nó có hoạt động không. Đây. Đây chắc là cái ví. Đúng ví rồi. Nhìn trong ví này chắc ngoài chợ nó bán chắc 40-50 nghìn thôi các bạn. Không ra gì đâu. Cái hộp cuối cùng đây 41 nghìn. Hồi trước mình đấu giá mà không biết nó gửi về mình chả nhớ nó nhiều quá chả nhớ. Ý là kiếm ra mấy cục pin về test thử mấy cái này có hoạt động không. Vàng bạc gì gói kỹ về trời. Ui xuôi lại dây mịt. Nịt này thì chắc cũng bền đấy. Cái này thì chắc cũng bền. Mà chưa dùng nên chưa biết được. Chưa đánh giá được. Do như cầm thì thấy như bằng xốp. Nịt làm gì mà nhiều thế này. Cái này là của trẻ em thôi các bạn ạ. Trẻ em mới mang được nhưng mà tổng đơn hàng đâu rồi. Không đưa đơn cho gì à. Đấu giá trên mạng thì tưởng mấy sản phẩm này là dùng để đào đất rồi múc đất chứ còn cái này khác gì đồ chơi. Ui giời, mất hy vọng. Ai mà đấu giá trên đấy mà mang về đấu nhiều chắc mang về chả biết làm gì. Em anh đang bảo ở đây mà không biết có hoạt động được không. Chưa xài. Đồng hồ. Không biết có pin hay không. Tôi cứ vứt vào đây. Gửi về mình chán, mình chả muốn nhìn. Bóng đèn này chắc bỏ vào xe máy chạy cháy luôn quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho phát sáng mà không có đưa dây điện cắm nguồn gì hết. Ai có mua đừng mua nhé. Bê đi vứt hay làm gì đây không biết, chắc cầm vứt mẹ rồi.